Em đi học về sớm quá vậy. Em ẩn thuật bay từ trên trường về nhanh ấy. Thấy em kinh Lâu anh mới lắp mông cho em coi á. Tại vì kiểu như là anh hay mông bị to ấy. Em thấy không. Cái này là chưa to. Cái này còn nhỏ. Cho nên là anh phải lắc thường xuyên nó mới to được. Tìm anh vui vãi lồn ra ấy. Vì sao? Bởi vì em là siêu nhân mà, em không sợ gì đâu. Anh yêu em. Siêu nhân.